Hi, xin chào các bạn. Video tiếp theo của mình hôm nay sẽ là một trò chơi vô cùng thú vị, đó là thử thách sinh tồn cùng bóng bay. Mà anh ơi. Đó, bây giờ bọn mình sẽ bơm bóng bay nhá. Bơm bóng bay xong buộc vàng mỗi người 3 cái lịt buộc vàng cho anh. Đấy, buộc vào. Anh ơi, mở một trái. Một trái nhé. Ok luôn. Em thích bóng cười không? Ok. Đấy giờ chưa? Cô làm quả màu, cô làm tính. Hít à, hít. Tao hít xong cười, hít xong cười. Hít xong cười. Buồn cười vậy đó. Thôi đi về đi. Đâu được bóng bay rồi, thôi em ạ. Đi về đi. Có cái gì? Bóng bay ạ. Rồi, lỗ. Có cái gì? Bóng bay. Có cái gì? Vậy. Đi cho ba đi, chạy cho ba đi. Thảm à. Đấy, cho quả bóng ấy. Tặng tặng quả bóng luôn. À được, buộc vào nhỉ. Biết buộc chưa? Không. Anh bảo đúng không phải lắm. Buộc ba ấy đi. Đây đây, anh bảo buộc ba cái lịt này. Như anh xô ba cái vào với nhau. Em chỉ cần một cái thôi. Con tao nó ngu nhất rồi. Đây xô ba cái buộc đây. Với nhau ấy. Rồi sao? Đây cầm đi. Em xô ba cái lịt vào nhầy với nhau ấy. Đấy hiểu không? Anh bảo xô ba cái vào với nhau nhầy này. Anh bảo xô ba cái nha, xong bắt đầu nhúng vào đây. Đưa ra quạt cho. Đấy xô ba cái này vào, xong rồi cuốn này vào một cái rút ra là xong rồi. Đấy. Rồi đấy, thành một quả rồi, xong quả này xô vào chân. Đúng đấy. Mày mình đồng nhá. Đấy nhá, xong rồi quả này xô vào chân này. Lần sau tao nhìn con chó cắn đang cắn người. Đấy. Giữ như. Rồi. Như đấy. 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 Đây tao. Mấy người đây. Lần trước đi qua nhà nghĩa nghĩa. Rồi bây giờ xô ba cái vào nhau đi. Cái đường tiến. Đâu rồi? Tiến. Cái lì tôi rồi. Tiến ơi. Đây này. Hôm qua chứ thằng kia nó đi qua nhà tao nghe đây kia. Đấy, nó bảo nghe đường tiến đấy. Trong khi đấy còn sang nhà tao. Chán. Đâu rồi, được chưa? Hả? Trời. Bực cái gì anh? Bực tù vãi. Đây, bực thêm cái xô cái lì nữa vào đây. Rất chơi. Đây là lần cuối. Sau cái lịt vừa lấy vào đi. Yeah. Kia gửi cho. Yeah. Okay, đó, đây anh bảo. Đây. Phải cầm. Đây anh bảo xong cái sâu ở đây này. Tiến xem nhưng mà sao tiến bắt cái lịt này nhá. Đấy. Mình bắt nhá. Tiến tao nghe. Rồi bây giờ mấy quả mấy người chơi nhỉ? 1 2 3 4 5. 5 người 5 quả. Hai kia đi chơi rồi. Đâu? Thành hai thằng Khánh với thằng Đạt đi đâu ấy? Thằng Đạt nhá, không biết mà lúc nào không có tiền. Ăn trộm. Đấy. Cướp. Bây giờ là sau đây anh sẽ phổ biến luật chơi nhá. Là bây giờ là tất cả mọi người sẽ dẫm vào bóng của nhau. Cái gì đấy? Và ai là ai mà thấp xuống? Ai mà còn quả bóng cuối cùng không bị vỡ thì là người giành chiến thắng nhá. Ok. À chỉ chơi trong cái ô trắng trắng này thôi nhá. Không chạy ra những cái viên gạch bên ngoài này. Chỉ chạy trong những cái ô trắng trắng này thôi. Dạ, anh ấy bảo chỉ trong cái ô trắng trắng này thôi. Chỉ trong những ô trắng trắng này thôi nhá. Trắng thế. Rồi. Thao chơi bẩn quá rồi đâu. Rồi dẫm vào bóng của nhau nhá. Mày cứ. À mỗi một. Rồi. Xong luôn nhá. Xong luôn nhá nào. Chuẩn bị nhá. Ai cứ kia cỏ viên bay. Không được. Ghê đây. Mỗi một góc đi. Dẫm đi. Em bị thua rồi. Ghi ai đứng xuống kia. Không, cái này là không chia đội. Cái này là tất cả là chiến với nhau hết. Chấm úp, chấm úp, chấm úp. Chấm. Anh em cũng chia đội nhưng vẫn không úp nhau nhá. Chấm úp. Anh em mình úp thằng Haza xuống 10 nhá. Đứng đấy. Kẹt đứng kia. Đây. Kéo đứng ở giữa. Kẹt đứng đây. Chấm úp. Đấy.
Rồi. Nào ok nhá, chuẩn bị trò chơi bắt đầu nhá nào. Nào là đứng đây là chuẩn bị. Xong bóng giày trước chứ. Nào chuẩn bị 1 2 3 bắt đầu. Bóng chơi đi. Rồi chơi đi. Con được không? Răng bóng. Răng bóng là. Đánh chết. Đánh nhau. Đừng đánh không đau. Ai đánh bóng không mua đâu, ra ngoài nhá. Không chạy ra ngoài nhá. Ơ sao kia ra ngoài. Không chạy ra ngoài. Ai giết rồi. Ai ô, xuống đường hóng rồi. Cay thật khó thế nhở. Thôi ấy anh nhẹ thôi chưa bạn ấy. Anh nhẹ thôi. Thôi lại kìa bạn. Em buộc bóng chân trái nó xuống nó dẫm chân phải. Không rồi. Bây giờ nhá, ra ngoài thua luôn nhá. Ờ bây giờ ra ngoài bao nhiêu cũng thua nhá. Được rồi, bây giờ chơi ok bắt đầu. Được không ạ? Mày. Hết rồi, luôn rồi, được rồi. Chả có ngoài đâu. Mày. Mày ơi, mày. 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 Chưa nổ. Khó khăn. Khó trông tưởng dễ dễ. Trời ơi. Ôi chiếc mèo nào. Ảo. Ôi. Đúng rồi. Một thí sinh như bị lợi. Những vòng ảo diệu. Nó tách với mày sống lâu như ta. Lên trước hoàng đi. Ôi em dài trước. Ôi bây giờ ông dài. Em nhỏ tuổi. Nhỏ tuổi chết. Sao nhỏ thôi chứ chơi. Em không vào. Em xung quanh của nó vào. Thôi thôi thôi. Em thôi em. Mất đi em. Thí sinh như thế nào. Bây giờ còn lại 4 thí sinh cuối cùng. Thứ 4. Răng đất vào chân. Hết rồi. Rồi bây giờ còn 4 người. Giờ còn 4 người đây. Bây giờ sẽ giết ai? Kiệt chứ con ai. Còn 4 người đó là Kiệt, Hiếu và Nghĩa và Việt. Căng quá. Căng quá. Căng quá. Chơi 3 round. Tao thằng Hiếu mày với thằng Việt nha. Phải team up. Không, tiêu xử xong thì ấy. Thì còn 2 người cuối cùng này. À còn 4 người cuối cùng này. Tao, hai thằng à. À bây giờ sẽ dẫm bóng của ai đây? Cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt. Thôi khó thế. Khó ấy, không chưa đâu. Cẩn thận để dẫm vào bóng của mình ấy em ạ. Sao chơi tao? Chơi nó đi, anh chơi luôn. Vào, giết nó.
chưa? Ngoài ơi. Cả người, cả người. Ơi, kìa ra ngoài. Kìa ra ngoài đấy. Bóng ở ngoài là. Người ơi. Đâu cả người ra ngoài mà. Cả người ra ngoài. Cả người ra ngoài á? Ừ. Úi. Cái khăm vậy. Thôi chờ đợi đi. Về bên kia. Cứ về bên kia. Còn hai ứng cử viên cuối cùng hôm nay ai sẽ chiến thắng thôi. Chạy gà. Chạy gà. Tao. Chạy gà. Có vẻ Việt là đang có tỷ lệ thắng rất cao. Thì mẹ gạt cửa bóng bay ạ. Có mỗi nghĩa vẻ Việt thôi. Tôi lấy chút tí đã. Rồi ok. Nào. Có vẻ ai giành chiến thắng đây. Còn hai chiến binh cuối cùng. Hai giành chiến thắng đây. Nè ra kia đi đúng rồi. Trò chơi dẫm bóng của nhau thế mới đau. Chết bỏ. Hay tê à. Ôi. Lừa. Ra ngoài ôi. Chưa. Cả người. À bây giờ phải lắm tay nhau chứ, bây giờ hai chiến binh bây giờ phải chơi lắm tay nhau, bây giờ phải lắm tay nhau rồi đấy, bây giờ phải chơi lắm tay nhau để không cho tay, không cho người kia chạy, để bám tay nhau đấy rồi. Nắm kiểu kia. Ê anh kiểu gì, nắm tay bên trái báo nhau đi đó đấy. Bây giờ hai người cuối cùng sẽ nắm tay nhau nhá. Trận chiến rất là khốc liệt. Đang đi đây đi à. Việt chiến thắng, yeah. Giỏi thế. Rất vui. Cái cờ mà Việt là chiến thắng. Top 2 được rồi. Top 2. Đi với tao top 4. Mày cái cờ chiến thắng. À top tầm phút cuối. À. Yeah. Trò chơi của chúng mình đến đây kết thúc các bạn nhé. Tiến, đưa em biết nào em. Đây, thằng Tuấn Năm. Cơm mồm à. Bắt thằng Tuấn. Bởi vì thằng Tuấn thật đấy. Yeah. Do 4. Nó 4. Chúng ta đến nó bắt. Nó bắt nó phải vào bên đó.